Cô thân mến, chào tất cả các em học sinh lớp 5 của trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay chúng ta tiếp tục học lịch sử nhé. Lịch sử hôm nay chúng ta học là bài Sấm sét đêm giao thừa. Chúng ta sẽ học bài này ở sách giáo khoa trang 49. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hai hoạt động. Hoạt động 1: diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Hoạt động 2: kết quả ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Bây giờ cô mời các em học sinh lớp 5 của trường Trung Nhất chúng ta sẽ cùng đi vào hoạt động 1: tìm hiểu về diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Đầu tiên, các em hãy dựa vào sách giáo khoa trang 49. Lần lượt trả lời các câu hỏi sau. Câu số 1: Tết Mậu Thân năm 1968 đã diễn ra sự kiện gì ở miền Nam nước ta? Câu số 2: trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, trận nào là trận đánh tiêu biểu? Mời các em trả lời. Có đáp án như sau. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, vào lúc lời Bác Hồ chúc Tết được truyền qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì tiếng súng của quân giải phóng cũng rền vang tại Sài Gòn và nhiều thành phố khác ở miền Nam. Trận đánh tiêu biểu là đánh ở Sài Gòn, nơi tập trung các cơ quan đầu não chỉ huy của giặc. Vậy trong trận đánh ở Sài Gòn, quân ta đã tấn công vào những nơi nào? Trong trận đánh ở Sài Gòn, ta đã đánh vào Sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn, Đài Phát thanh, Sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nha Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Hải quân, v.v. Cô giới thiệu với em, đây là các bức hình chụp quân ta đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất và tòa đại sứ Mỹ. Các em hãy tiếp tục đọc sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Tại sao nói cuộc tổng tiến công của quân và dân miền Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968 mang tính bất ngờ và đồng loạt quy mô lớn? Cuộc tổng tấn công của quân và dân miền Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968 mang tính bất ngờ vì bất ngờ về thời điểm, đó là vào đêm giao thừa. Thứ hai, bất ngờ về địa điểm là tại các thành phố lớn, tấn công vào cơ quan đầu não của địch. Các cuộc tấn công mang tính đồng loạt và có quy mô lớn tại nhiều nơi trên một diện rộng cùng một lúc. Chúng ta đã vừa tìm hiểu cuộc tổng tấn công và nổi dậy vào đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 nhé. Em hãy tìm thông tin sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Em hãy nêu ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa như sau. Mỹ buộc phải thừa nhận thất bại, chấp nhận đàm phán tại Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ta chủ động tiến công địch khắp miền Nam, làm cho địch hoang mang lo sợ. Như vậy, sau khi tìm hiểu nội dung bài, ta có ghi nhớ sau. Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố, thị xã, làm cho Mỹ và quân đội Sài Gòn thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ. Tiết học lịch sử của chúng ta đến đây là hết.
Các em ở nhà hãy xem lại bài học ghi nhớ trang 50 và chuẩn bị bài chiến thắng Điện Biên Phủ trên không nha. Cô thân ái chào tất cả các em.